Hiện nay cùng với quá trình phát triển kinh tế xã hội, sự gia tăng của các phương tiện giao thông cũng là nguyên nhân dẫn tới tình trạng ô nhiễm môi trường tại nhiều đô thị. Do vậy, việc sử dụng các loại phương tiện giao thông thân thiện với môi trường hiện đang được nhiều người quan tâm, lựa chọn. Ở Vĩnh Phúc hiện nay, việc ưu tiên lựa chọn các phương tiện giao thông công cộng như xe buýt, xe đạp điện, đặc biệt là xe đạp đã và đang được nhiều người lựa chọn sử dụng. Riêng với phương tiện giao thông là xe đạp, sau thời gian dài vắng bóng, hiện nay nhiều người đã lựa chọn phương tiện chính để di chuyển trong quá trình tham gia làm việc tại các nhà máy, công sở hoặc là phương tiện luyện tập thể dục thể thao. Với nhiều công nhân, viên chức, việc đi xe đạp không chỉ giúp tiết kiệm chi tiêu mà còn là phương tiện để rèn luyện sức khỏe cho mỗi ngày làm việc căng thẳng, mệt mỏi. Câu lạc bộ hiện có trên 50 thành viên. Đây là địa chỉ tập hợp của những người yêu thể thao, yêu xe đạp và mong muốn đi xe đạp để góp phần bảo vệ môi trường. Ngoài việc tự tập luyện và đi làm hàng ngày bằng xe đạp và mỗi buổi sáng thứ bảy và chủ nhật hàng tuần, các thành viên câu lạc bộ lại tập hợp để diễu hành qua các tuyến phố chính của thành phố Vĩnh Yên để cổ động mọi người cùng tham gia đi xe đạp vì môi trường. Hơn thế nữa, mỗi thành viên của câu lạc bộ luôn ý thức mình là thành viên tích cực để tuyên truyền cộng đồng cùng nâng cao ý thức, nhận thức trong việc cùng chung tay bảo vệ môi trường. Tôi tham gia câu lạc bộ xe đạp thứ nhất là để nâng cao cái sức khỏe của bản thân, thứ hai là cũng góp phần vào bảo vệ môi trường chung của thành phố, và cũng là để qua đây là cũng vận động những cái mọi người là nên tham gia vào các môn thể thao, mình phù hợp vào môn thể thao nào mình sẽ chơi môn thể thao đó, và xe đạp cũng là một môn thể thao rất tốt cho sức khỏe và cũng là rất tốt cho môi trường chung của mọi người. Để tham gia câu lạc bộ này thì chúng tôi thứ nhất là chúng tôi sẽ nâng cao cái tinh thần rèn luyện sức, bảo vệ sức khỏe. Sau đấy thì muốn gửi một cái thông điệp tới tất cả mọi người là hãy tham gia bảo vệ môi trường bằng cách là đi xe đạp. Việc lựa chọn sử dụng phương tiện giao thông thân thiện với môi trường và có lợi cho sức khỏe hiện đang được nhiều người quan tâm. Thiết nghĩ trong điều kiện có thể mỗi người hãy lựa chọn cho mình phương tiện giao thông phù hợp để vừa góp phần giảm thiểu ách tắc giao thông, vừa chung tay góp sức vì môi trường sống, xanh, sạch, đẹp.